四十八愿，四十八愿，一部大经，一句佛号，往生极乐。十二岁，专弘正法，专护正法，重法苏达巴。会圣贤，chùa cổ Phật Lai nằm ở tây nam trấn Nhiêu Lương, huyện Xã Kỳ, tỉnh Hà Nam. Tương truyền khoảng giữa năm Tùy Đường, có cư sĩ Dương buôn lương thực ở trấn Dương Sách, đánh xe trâu vào trấn Nguyên Đạp thu mua lương thực. Trên đường gặp ba cụ già có dàn xe đi cùng, đi đến nửa đêm liền dừng xe lại nghỉ ở bên đường. Đến tờ mờ sáng hôm sau, bỗng thấy ba cụ già đã hóa thành ba pho tượng Phật bằng đá. Tín chúng mộ đạo vì thế liền xây dựng đạo tràng tại nơi này, lấy tên là chùa Phật Lai, ý là Phật đã hóa thân đến nơi này. Trải qua bao cuộc bể dâu, mấy lần giang sơn đổi chủ, năm xưa chánh điện đồ sộ, cao ngất tận trời xanh. Vậy mà tuy là bao phen điêu tàn, may thay chánh pháp trụ lâu. Cổ ngữ nói rằng, núi tuy không cao, có tiên ắt nổi tiếng. Nước tuy không sâu, có rồng ắt linh. Ở ngay trong cái am nơi hoang vu hẻo lánh, không ai coi ra gì này, lại thành tựu được hai vị thần tăng làm chấn động vũ trụ. Nhục thân Bồ Tát Pháp Sư Thượng Hải Hạ Khánh và Lão Hòa Thượng 112 tuổi Tự Tại Giảng Sanh Thượng Hải Hạ Hiền. Truyện sơ lược về nhục thân Bồ Tát Khánh Công. Sư họ Lý, Húy Phú Quý, tổ tiên ngụ tại Dự Đông Nam, huyện Tiết Dương, sinh vào năm Tuyên Thống cuối Triều Thanh. Vì sinh ra trong gia đình nghèo khó, chưa từng được đến trường, nhưng thiên tánh nhân hậu, sống hiền hiếu, biết lễ nghĩa, 11 tuổi quy y Tam Bảo, đến bái Pháp Sư Truyền Đông chùa Thanh Lương, núi La Hán, huyện Đông làm thầy Thế Độ, được ban pháp danh là Hải Khánh. Sư 42 tuổi vào thường trụ Lai Phật Cổ Tự, chuyên tu tịnh độ, thành thật niệm Phật. Năm 1989 thọ thêm giới cụ túc tại Bạch Mã Tự. Ngày 11 tháng Chạp năm 1991, sư An Nhiên Thị Tịch Tự Tại Giảng Sanh, hưởng thọ 82 tuổi, 71 năm tuổi hạ. Sau 6 năm 9 tháng nhập sư vào chiếc chum sành lớn, sư huynh ngài Lão Hòa Thượng Thượng Hải Hạ Hiệt phát tâm làm lễ trà tỳ nhập tháp cho sư. Chum lớn mở ra, đại chúng đều kinh ngạc, chỉ thấy Khánh Công ngồi xếp bằng uy nghi, diện mạo như lúc còn sống, cho đến y phục mặc cũng chẳng hề hư hỏng. Tứ chúng biết là kim cang pháp thể, toàn thân xá lợi, liền thỉnh ngài vào thờ trong chùa, ngày đêm lễ bái. Năm 2005, Đại Đức Quảng Châu, cư sĩ Lý Nguyên Thiêm vui mừng khi biết đến thánh tích Khánh Công, vô cùng kính ngưỡng, liền phát tâm giác vàng cúng dường ngài. Mới xem cuộc đời Khánh Công, dường như thấy rất là bình thường. Ngoài một câu thánh hiệu A-di-đà Phật ra thì không còn gì khác.
để nói. Nghiền ngẫm tỉ mỉ như thế, thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu, lẽ nào sư đã thầm hợp với chỗ kỳ diệu của đạo sao? Trong tâm hội ngộ, bắt đầu tin đại đạo, rất giản dị, sanh Phật không hai, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, như thị mà thôi. Từng có người chuyên tu tịnh nghiệp tán thán sư là nhất cứu di đà pháp trung dương, thất thập niên lai tâm trung tàn, bất tham thiền lý, bất nghiên giáo, bất giải kinh chú, hậu hà phương, tính thâm nguyện thiết, trực niệm khứ, tự nhiên hoa khai, cực lạc ban, lưu thử kim cang, bất hoại thể, chứng chuyển pháp luân, độ mê man, tế quan Phật thủ, để thùy xứ, kháp tự lục tổ, giá từ hàng, kim kiền kỳ đảo liên đài hạ, cầu sư dẫn ngã xuất mộng hương. Ngày 23 tháng Giêng năm 2013 dương lịch, nhằm sáng ngày 12 tháng Chạp năm Nhâm Thìn âm lịch, ngay trước ngôi am nhỏ nơi thôn quê xa xôi hiệu lánh này, cờ lộng rợp trời, tràn phan phất phới, hơn 3.000 Phật tử Tịnh Tông các nơi, trong nước và Đông Nam Á, không hẹn mà gặp, đều mang trong lòng tâm cung kính vô bờ về tham gia pháp hội nhập tháp Lão Hòa Thượng Thượng Hải Hạ Hiền. Lão Hòa Thượng 112 tuổi Thượng Hải Hạ Hiền vào ngày 17 tháng Giêng năm 2013 dương lịch, nhằm rạng sáng ngày mồng 6 tháng Chạp năm Nhâm Thìn âm lịch, chẳng hề ốm đau, an nhiên thị tịnh. Sự an nhiên tự tại của Ngài khiến cho vô số người nghe thấy đều tán thán, ngưỡng mộ không ngớt. Đệ tử của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, pháp sư Ấn Chí, Ấn Hàm, Ấn Không, Ấn Dinh, Ấn Bảo, vân vân, dẫn đầu tứ chúng đệ tử nghe tin đổ về, thủ linh Lão Hòa Thượng 7 ngày niệm Phật không gián đoạn. Ngày thứ 3 sau khi Lão Hòa Thượng viên tịch, có đệ tử về đến mở chiếc chăn giảng sanh ra để chiêm ngưỡng nghi dung của Lão Hòa Thượng, lại kinh ngạc phát hiện gương mặt của Ngài mỉm cười, làn môi hồng tươi, lông mi râu và tóc lại chuyển từ trắng sang đen. Lông mi gần như chuyển đen, không có sợi trắng, râu đen, có một bộ phận chiếm khoảng 1/3. Trước khi chưa có giảng sanh thì râu Ngài cả một cọng đen cũng không có. Mấy chục vị thức giả Tịnh Tông có mặt tại hiện trường lại một lần cảm nhận được một cách rất rõ ràng, nguyện lực Di Đà thật bất khả tư nghị. Sư phụ biết trước giờ đi tự tại giảng sanh, ai có thể sánh nổi chứ? Không biết chữ, một con A Di Đà Phật đã thành tựu như thế này rồi. Sư phụ đã là một tấm gương tốt cho chúng ta. Theo lễ an táng truyền thống của nhà Phật, ở trong tiếng Phật hiệu trang nghiêm của tứ chúng đệ tử, pháp thể của Lão Hòa Thượng Hải Hiền ngồi xếp bằng ở trong chiếc can thọ tán vào giường tháp của chùa Phật Lai. Đạo sư Tịnh Tông đương đại, lão pháp sư đức cao vọng trọng Thượng Tịnh Hà Không, sau khi nghe tin Lão Hòa Thượng Hải Hiền tự tại giảng sanh, vô cùng tán thán, hiệu triệu tứ chúng đệ tử Tịnh Tông học tập theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền. 112 tuổi giảng sanh rồi, một đời tu hành rất tốt. Chánh tri chánh kiến, hoàng hộ chánh pháp,
người học tập với Ngài rất nhiều. Điều này ở trong nhà Phật gọi là trượng phu. Và đích thân viết liễn đối và văn bia cho Lão Hòa Thượng. Văn bia ghi rằng: Hòa Thượng Hiền Công, tấm gương của Phật, không đi làm việc kinh sám, xa lìa lợi dưỡng, nghiêm trì giới luật, tử chúng khâm ngưỡng, thành thật niệm Phật, bình thường là đạo. Tịnh Độ Đại Kinh, chư Phật mật tàng, một câu Di Đà là thiền thâm diệu. 112 tuổi, tuy già vẫn khỏe, chỉ có tăng khen tăng, pháp môn mới hưng dượng. Hoằng dương nguyện phổ hiền, biểu tượng của lìa chướng, tiếp nối huệ mạng Phật, công đức vô lượng, tự tại giảng sanh, để lái ngược thuyền từ. Liễn đối rằng: Tứ thập bát nguyện, nhất bộ đại kinh, nhất cú Phật hiệu, giảng sanh cực lạc. Bách thập nhị tuế, chuyên hoằng chánh pháp, chuyên hộ chánh pháp, trùng phản ta bà. Tôi chỉ đại biểu cho tứ chúng đệ tử với Phật giáo tỉnh Hà Nam gửi lời chia buồn sâu sắc và vô hạn tưởng nhớ đến Hiền Công. Lão Hòa Thượng Hiền là lão tiền bối của giới Phật giáo Hà Nam, là ngôi sao sáng có tuổi thọ lớn của giới Phật giáo. Hiền Công suốt đời hiến thân cho Phật giáo, yêu nước, yêu giáo, nghiêm trì giới luật, tôn sư trọng đạo, từ bi hỷ xã, lợi ích chúng sanh, rất được giới Phật giáo và nhân sĩ các giới trong xã hội tôn trọng và yêu quý. Lão Hòa Thượng Hiền tuân thủ lời dạy của sư phụ, tu trì pháp môn Tịnh Độ, thánh hiệu A Di Đà Phật, ngày đêm không dứt thành thật niệm Phật, đạo tâm kiên cố, không tranh với đời, không cầu ở người, xem nhẹ danh lợi, đối xử khoan hậu với người. Tuy tuổi tác cao nhưng thân thể khỏe mạnh, tư duy nhạy bén, thân không bệnh khổ, tự biết trước giờ đi, an lạc tự tại, thật là tăng bảo của nhà Phật, kỳ tích của nhân gian. A Di Đà Phật. Hiền Công trước khi giảng sanh biết trước giờ đi, chào từ biệt trước với các học trò, thanh thản tự tại, an nhiên giảng sanh. Hiền Công hiện thân thuyết pháp đã làm nên tấm gương tốt nhất của người tu hành cho thế nhân, chứng minh pháp môn trì danh niệm Phật của Tịnh Độ là thuộc thắng vô song, chứng minh 48 nguyện của A Di Đà Phật là bất khả tư nghị. A Di Đà Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền trước khi giảng sanh 20 ngày đã nói cho mấy đệ tử trong chùa biết: Tôi không thể qua khỏi năm nay rồi. Mọi người đều không tin là như vậy, bởi vì thấy sư phụ thân thể vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn không thấy chút gì khác thường, đâu thể nói đi liền đi được. Mấy ngày sau, Lão Hòa Thượng đến Cô Phong Tự ở trấn Bình Thị, huyện Đồng Bách, viếng thăm người bạn già tu chung nhiều năm của sư là Thiết Cước Tăng, pháp sư Thượng Diễn Hạ Cường. Trên đường, Lão Hòa Thượng nhờ lão hộ pháp Tâm Phúc cư sĩ Vương Xuân Xanh cùng đi chung với ngài. Tôi hỏi: Sao ngài không đến nữa sư phụ? Ngài nói là mấy ngày tới đây tôi sắp phải đi rồi. Tôi cho hai anh biết chữ tạm biệt, chỉ hai anh biết thôi. Sau đó tôi còn khuyên giải, tôi nói không được, lần trước sư nói là Phật không để cho sư đi mà, để sư trụ lại đây thêm 2 năm nữa mà. Bây giờ sư lại nói đi là sao? Ngài nói: Chú không biết, Phật 2 ngày nay đã dặn dò tôi rồi, bảo tôi phải đi ngay lập tức, không quá 1 tháng nữa là tôi đi rồi. Tôi nói: Khi nào đi giảng sanh nói cho con biết với, con đi tìm người trợ niệm cho ngài. Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói với tôi: Không cần trợ niệm, nhờ người trợ niệm là không đáng tin, họ không thể đi được. Tôi đây không cần trợ niệm, tôi tự mình có thể đi được, nắm chắc 100%. Sau khi rời khỏi Cô Phong Tự, Lão Hòa Thượng lại đến Tự Diện lúc ngài xuất gia Thế Độ. Và Tự Diện đã từng thường ở đó tu hành, mỗi nơi đều thăm một chuyến, đều nói với các đệ tử: Sau này tôi sẽ không đến nữa,
Chúng đệ tử đều nhìn thấy sư phụ sức khỏe còn tốt, nên không nghĩ gì. 28 ngày trước khi hiền công giảng sanh, cư sĩ Lý Nhuận Phong ở xã Kỳ đến chùa Phật Lai viếng thăm sư. Trong quá trình nói chuyện, cư sĩ Lý dùng điện thoại di động đã ghi lại một đoạn khai thị của hiền công. Tôi nghĩ tôi cũng không sống nổi, với tuổi tác đã cao, vui vẻ chết. Sau khi chết rồi, nếu như bạn tu tốt, linh hồn thành Phật rồi, trên thế giới đều biết. Trong khoảng một tuần trước khi lão hòa thượng giảng sanh, ngài lặng lẽ chất đống thân cây ngô trên đường đi vào tháp viện, xếp cẩn thận vào trong góc tường của tháp viện. Pháp sư Ấn Chí sau khi nhìn thấy liền nói: cái đó không sao đâu, khuyên sư không nên dọn dẹp nữa. Lão hòa thượng không nghe, pháp sư Ấn Chí đành phải gọi mọi người cùng đi dọn dẹp. Tất bật hai ngày cuối cùng mới dọn xong. Lão hòa thượng lại ra quét đường dọn dẹp rất sạch sẽ. Sau khi lão hòa thượng giảng sanh, chúng tôi mới vỡ lẽ ra. Hóa ra ông cụ làm thế là đang dọn đường cho mình. 4-5 ngày trước, khi lão hòa thượng giảng sanh, chỉ một mình âm thầm đem gạch của đoạn tường tháp viện bị sụp đổ chuyển về đến bên tháp của mình và xếp đặt lại một cách ngay ngắn. Mọi người đều không hiểu ý là gì. Để đến sau khi lão hòa thượng giảng sanh, pháp sư Ấn Chí mua gạch về xây tháp cho lão hòa thượng. Mọi người lúc này mới hiểu rõ ý định tốt của lão hòa thượng. Hóa ra ngài không muốn lãng phí, đem số gạch của đoạn tường sập này dời về bên tháp để chuẩn bị dùng xây tháp cho mình. Chiều một ngày trước khi lão hòa thượng giảng sanh, còn cùng với các đệ tử đi đào bới hết số khoai ở trước cửa tự viện, làm mãi đến chiều tối. Mọi người khuyên ngài nghỉ ngơi, ngài làm xong lại nói: cuộc sống này tôi đã làm xong rồi, sau này tôi sẽ không làm nữa. Tối hôm trước khi lão hòa thượng giảng sanh, mấy vị sư huynh chúng tôi ở giảng kinh đường nghe lão pháp sư giảng đại kinh giải diễn nghĩa. Đang lúc nghe giảng thì nghe thấy tiếng gõ cánh niệm Phật của lão hòa thượng ở trong thất. Thời gian gõ cánh rất dài. Trong lòng tôi nghĩ, lão hòa thượng hôm nay gõ cánh thời gian dài như vậy, bởi vì bình thường ông cụ cũng gõ cánh niệm Phật lễ Phật, nhưng thời gian đều rất ngắn. Chỉ có hôm nay thời gian đặc biệt dài, dài hơn gấp mấy lần so với bình thường. Lúc đó chúng tôi cũng không để ý. Ngày hôm sau tụng xong khóa sáng, sư phụ Ấn Thuyên dâng cơm cho lão hòa thượng. Ở bên ngoài gọi sư phụ, không có ai trả lời. Sau khi mở cửa ra, nhìn thấy lão hòa thượng nằm ở trên giường, y phục xếp lại ở trên giường rất chỉnh tề. Khi nhìn kỹ lại, thấy lão hòa thượng đã giáng sanh một cách an tường tự tại rồi. Trong tâm có bồ đề, việc gì phải ôm chân Phật lúc lâm chung. Thân không nghĩ chuyện thế tục, tự nhiên cực lạc ở trong lòng. Mọi người sau khi xong việc hồi tưởng lại tỉ mỉ, hóa ra lão hòa thượng đã biết trước giờ đi từ lâu, đang nói lời từ biệt mọi người. Dưới sự dẫn đầu của pháp sư Ấn Chí và pháp sư Ấn Hàm, mấy người đệ tử thấp hèn thế hệ của tôi men theo dấu chân của lão hòa thượng đã từng đi qua, chú tâm tìm kiếm, tạm đem niên phổ một đời của lão hòa thượng tập hợp đơn giản khái quát để cổ vũ người học Phật. Hiền công họ Danh, tên là Xuyên Hiền, tự là Thanh Tuyển. Tổ tiên sống an nhàn tại trấn Thiếu Bái Tự, phía nam huyện Đường Hà. Sinh vào ngày 19 tháng 8 năm 26 Quang Tự, cuối đời Thanh. Cha mẹ và ông bà nội đều là đệ tử Phật thuần thành, lấy việc nông gia và ăn học làm nếp nhà, vui vẻ làm việc thiện, ưa bố thí, được người trong làng tôn xưng là
đại thiện nhân, hiền công sinh vào đời loạn lạc, chưa được nghiên cứu sâu thi lễ, từ nhỏ chỉ biết ăn chay niệm Phật theo mẹ, sư thiên tánh thuần phát, túc căn sâu dày. Lúc còn bé đã sớm nổi tiếng hiếu hạnh ở trong làng. Thánh hiền thường gặp lận đận, anh hùng hay bị khổ nạn, chuyện đó xưa nay đều như thế. Hiền công lúc 12 tuổi, phụ thân trên đường đi khất thực vùng Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, gặp phải thổ phỉ phóng hỏa thiêu hủy nhà dân, liền gánh nước vào chữa lửa, đã bị thổ phỉ sát hại tàn nhẫn. Mấy ngày sau, khi người dân đi lánh nạn trở về thôn trang, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, chỉ thấy một cái tử thi đứng sừng sững ôm chặt lấy cây lớn, một bầy chó đói từng nhóm đang ngồi dây chặt xung quanh cái thây ấy. Người trong thôn vốn cho rằng chó đói muốn tranh ăn người chết, liền cùng nhau chạy ra đuổi chúng đi. Nhưng không ngờ những con chó đói này bị đánh đến rơi lệ mà vẫn khư khư không chịu chạy đi. Mọi người vậy mới hiểu ra, hóa ra bầy chó là đang giữ thay cho người thiện đó. Con vật còn như thế, người sao đành cho được. Người nhìn thấy không ai mà không khóc thương. Thổ phỉ đánh chết phụ thân tôi rồi, là đánh chết phụ thân sư rồi phải không? Ừ. Lúc đó sư được mấy tuổi? Tôi chừng mười mấy tuổi, tôi xin ăn mà. 12 tuổi rồi. Tục ngữ nói rằng thà làm chó thời bình, chứ đừng làm người thời loạn. Hiền công có 5 người anh em. Mẹ hiền lao khổ nuôi mấy người con thành người trong khổ nạn. Nỗi khổ nhọc đó đương nhiên không thể nói nên lời. Lúc 18 tuổi, hiền công bị mọc mục ở chân, lở loét rất khủng khiếp. Mẫu thân vì thế đi tìm cầu danh y khắp nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Ngài biết sâu nhân quả, than rằng thuốc hay khó trừ bệnh oan nghiệt, liền từ bỏ y dược, từ sớm đến tối nhất tâm xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Mấy tháng sau, bệnh trầm kha đó không thuốc mà khỏi. Ngay từ đó càng phát tín tâm kiên cố. Lời Phật nói là chí thành, quả thật không có hư dối. Bồ Tát nói độ nhất thiết khổ ách, quả thật là không dối người. Trải qua đại kiếp sanh tử đó cũng khiến hiền công lĩnh ngộ được sâu sắc. Đường luân hồi hiểm trở, sanh tử là việc lớn, liền sanh khởi tâm xuất ly. Hiền công 19 tuổi, năm này người anh thứ hai 22 tuổi vì bệnh mà sớm qua đời. Điều này khiến cho hiền công vừa mới trải qua đại kiếp sanh tử đã triệt để kiên định quyết tâm xuất gia tu hành. Năm thứ 9 dân quốc, sư 22 tuổi, quyết ý bái biệt từ mẫu, hướng về dưới tòa của lão hòa thượng thượng truyền hạ giới ở Vân Đài Tự, đỉnh Thái Bạch, núi Đồng Bách. Đích thân lão hòa thượng thế độ cho ngài, ban cho pháp danh là Hải Hiền, tự tánh thành. Ngài là mấy tuổi xuất gia vậy? 20 tuổi. Ngài xuất gia ở đâu? Tôi xuất gia là ở đỉnh Thái Bạch. Vừa xuất gia liền lên đỉnh Thái Bạch rồi sao? Xuất gia liền ở đỉnh Thái Bạch. Lão hòa thượng truyền giới là thầy của tôi. Hiền công vào lúc 23 tuổi đến thọ giới cụ túc tại Dinh Bảo Tự, tỉnh Hồ Bắc. Truyền giới công vốn là đại đức một đời phái bệnh dân tông Lâm Tế, nhưng mà lại chưa từng hướng dẫn hiền công tham thiền, ngồi thiền, cũng không hề chỉ dạy giảng kinh thuyết pháp, chỉ truyền lục tự hồng danh, dặn dò ngài cứ thế mà niệm. Ngày lúc đó xuất gia thế độ rồi, sư phụ dạy sư như thế nào ạ? Chỉ dạy niệm A-di-đà Phật phải không? Dần, chỉ dạy niệm Phật. Chỉ dạy niệm Phật, các vị là người chưa có xuất gia nên không nói với các vị được. Hiền công sau khi từ biệt mẫu thân lên núi Đồng Bách rồi,
mẫu thân là bà Hoàng thị và con nhỏ dựa nhờ nhau mà sống, vất vả qua ngày, hiền công để báo ơn từ mẫu. Ở trên núi khai quang trồng trọt, đào thảo dược đổi lương thực, sau đó đi bộ hơn 100 dặm cổng lương thực về quê nhà phụng dưỡng mẫu thân. Làm như thế 9 năm không gián đoạn. Năm 29 dân quốc, nhằm năm 1930, người em 22 tuổi của Hiền Công lại không may qua đời. Mẫu thân không có người chăm nom, khiến cho Hiền Công vô cùng lo lắng. Thế là ngài bèn khuyên mẫu thân cùng đi theo ngài đến thường trụ tại động Đào Hoa, núi Đồng Bách. Ở nơi đây trong vòng 27 năm. Năm 25 dân quốc, Hiền Công 36 tuổi, người anh lớn nhiều năm ly biệt đã tìm được ngài. Không lâu sau, do đột nhiên bị xuất huyết não mà chết trong vòng tay của Hiền Công. Bởi vì lúc đó điều kiện quá gian khổ, Hiền Công chỉ có thể đem anh mình an táng sơ sài tại núi Đồng Bách. Một ngày trước khi Hiền Công giảng sanh, ngài còn nói với một cư sĩ, nói mộng thấy anh trai về tìm sư cầu siêu độ, mong di cốt được đem về an táng tại quê nhà. Huynh đệ tình thâm, nghĩa nặng ruột thịt ấy vô tình khiến người ta cảm thấy nao lòng. Trung thu năm 1956, mẫu thân của Hiền Công bỗng nhiên nói muốn về sống tại quê nhà. Hiền Công hết mức khuyên ngăn, nhưng rốt cuộc không thể ngăn được, đành phải cùng mẫu thân trở lại quê nhà. Tối mùng 4 tháng 7 năm 1957, bà Hoàng thị tự mình làm bột gói bánh sủi cảo, bảo Hiền Công nhắn tin cho chị và người em gái con chú của ngài, mời họ ngày hôm sau nhất định phải đến. Ngày hôm sau, bà Hoàng thái nói chuyện vui đùa từ biệt người thân, tự tại giảng sanh. Mẹ tôi nói, thầy có thể để tôi chết ở trên đỉnh núi này à? Ngày 20 tháng 8 xuống núi, đội sản xuất trong vườn rau có 3 căn nhà, tôi dọn sạch hết. Dọn sạch 3 căn nhà, tôi ở nơi đó. Bà trồng rau, bà vẫn có thể trồng rau à? Cái đó tôi và mẹ làm rất tốt mà, có thể làm được. Tôi trồng rau, bà cậu cũng ăn chay phải không? Mẹ tôi là ăn chay từ nhỏ. Mùng 5 tháng 7 năm đó, mẹ tôi già giảng sanh rồi. Cái ngày chết đó, ngày hôm trước vẫn còn tự mình làm bánh sủi cảo. Bà ngủ ở trong nhà, hôm trước đã nói với tôi, thầy ơi, hãy để già đi ngủ thôi. Tôi bảo mẹ ngủ ở ngoài làm gì, bên ngoài muỗi nhiều lắm. Bà quảnh mặt lại, bà nói, thầy ngày mai có thể để già chết ở trong nhà hay không? Tôi bảo được, được. Giường nệm vác ra, đặt ở trong phòng khách rồi, đặt ở ngay cửa. Mùng 5 tháng 7, em gái tôi, chị tôi đều ở trong nhà. Bà vẫn nấu cơm, mấy chị đem đường trắng, đem đồ hộp. Mẹ tôi nói đem về đi, già không ăn. Đồ hộp nào là loại thức ăn đặc, loại uống loãng. Bà nói tao đã uống nước rồi, từ giờ đến trưa là không ăn cơm nữa. Bà nói bà đi vệ sinh, cần ra đi đại tiện, lại ra đi tiểu tiện, trở vào thì ngủ ở chỗ đó. Ngủ một lát xong bà nói, thầy ơi, già dậy ngồi một lát được chứ? Dậy ngồi một lát. Tôi nói mẹ ngồi không bằng nằm ngủ đi. Bà nói phải đấy, ngủ ở đây một lát, phải đấy. Sau khi ngủ ở đó, xoay mặt qua nằm nghiêng thế kiết tường, ngủ ở đó. Thở dài ra một hơi, bà không bị khổ gì hết. Chị của Hiền Công đã tận mắt trông thấy mẫu thân giảng sanh bất khả tư nghị, nên không lâu sau đã mang con cái cùng lên núi Đồng Bách xuất gia tu hành. Cũng là do lúc đó điều kiện cực kỳ khó khăn,
Hiền Công sau khi niệm Phật 3 ngày cho mẹ xong, chỉ có thể dùng một chiếc quan tài bằng dáng mỏng để mẫu thân mai táng đơn giản. Điều này khiến Hiền Công thường canh cánh trong lòng, cảm thấy rất có lỗi với ân sâu vô bờ của mẫu thân. 8 năm sau, Hiền Công phát tâm cải táng dựng bia lại cho mẹ. Nào ngờ đào bộ huyệt lên lại chẳng thấy gì, chỉ còn lại mấy cái đinh lớn dùng đóng quan tài mà thôi. Chư Phật 3 đời tịnh nghiệp chánh nhân. Đại sư Liên Trì nói rằng: cha mẹ xa lìa trần cấu thì đạo làm con mới thành tựu. Còn mẹ của Hiền Công phải chăng là Bồ Tát ứng hóa, giống như Đạt Ma quẩy dày du hí thần thông vậy? Phàm phu thế hệ ta tất nhiên không dám vọng đoán, nhưng mà tấm lòng hiếu thảo vô cùng chân thành thuần khiết của Hiền Công đối với tự mẫu đã đủ để khiến thế hệ ta phục năm dốc sát đất, khiến cho người muôn đời sau chiêm ngưỡng. Hiền Công trước sau đã từng thường trụ tại tháp Diện Tự, Dân Đại Tự, ở động Đào Hoa, núi Đồng Bách, đã khai khẩn 14 khoảng núi hoang, giúp người khác tu bổ xây dựng 11 ngôi đạo tràng, từng cùng nhau kết am cộng tu tại tháp Diện với Pháp Sư Hải Mặc, Pháp Sư Hải Viên, Pháp Sư Thể Quang, Cao Tăng Tông Môn. Cổ Đức nói rằng: khi tâm sáng suốt thì được lợi ích, việc không trải qua thì không biết khó. Hiền Công mỗi lần nhắc đến đoạn chuyện xưa này, không lúc nào mà không cật lực tán thán công phu tu trì của 3 vị Pháp Sư. Tấm lòng rộng lớn tự hạ mình tôn người của Ngài, khiến người ta vô tình vì đó mà sinh khởi tâm ngưỡng mộ tôn kính từ trong tận đáy lòng. Đông Thích Câu chùa Tháp Diện đã chia đất cho 3 người là của Thể Quang, của Hải Mặc, của Hải Viên. 3 người họ để đất quan ở đó, tôi đi đào xới nó lên. Hải Viên thì ở tháp Phật Nha Bắc Kinh, Hải Mặc chết ở Tây Đinh Sơn Tự. Trong hang đất Linh Sơn Tự, ông ấy năm nay đã chết hơn 40 năm rồi. Hải Mặc biết giảng, anh ấy giảng kinh, kinh gì cũng biết giảng. Ai ạ? Hải Mặc à? Ừ, kinh gì cũng biết giảng đúng không? Kinh gì cũng biết giảng. Ngài có từng giảng kinh chưa? Tôi cái gì không có, tôi chưa từng giảng. Tại sao vậy? Tôi chưa từng học bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì. Chỉ biết niệm A-di-đà Phật, chỉ biết niệm A-di-đà Phật. À, trước đây đi chăn trâu, làm lụng cày bừa. Núi Đồng Bách tôi đã khai khẩn được 14 khoảnh. Chị nghĩ là tôi hưởng thụ à? Tôi không có hưởng thụ. Năm 1966 bắt đầu đại cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh vào trong tự viện thiêu hủy kinh sách tượng Phật, ép buộc tăng nhân hoàn tục. Vạn pháp do nhân duyên sanh, cũng do nhân duyên mà diệt. Cộng nghiệp chúng sanh chiêu cảm, trào lưu lịch sử khiến cho như thế. Dù là Bồ Tát ứng vào đời, cũng chỉ có than thở đành chịu. Hiền Công bị bố trí vào trong thôn dưới núi làm trưởng đội sản xuất. Lúc đó không cho phép niệm Phật, Ngài liền niệm thầm ở trong tâm, không cho phép lại Phật. Ngài liền len lén lại vào buổi tối. Khi trong nồi cơm có thức ăn mặn, Ngài liền ăn rau. Điều đáng quý hơn nữa là Hiền Công luôn luôn vì đại chúng thị hiện hình tượng Tăng Bảo. Ngài xuống đội sản xuất rồi, phải không? Xuống đội sản xuất người ta cũng không hoàn tục. Hồng vệ binh nói trên núi không cần hòa thượng nữa, nhà ai ở đâu muốn về nhà thì có thể về nhà. Tôi nói tôi không có nhà, tôi không về nhà, ở đại đội Ngô Gia Loan. Xuống đại đội làm trưởng đội,
Ăn chay thì chúng tôi vẫn giữ tốt, không bỏ chay phá giới. Tôi cứ ở rìa nồi, nấu chút rau cải để ăn. Thức ăn kiêng kỵ là tôi không ăn. Thức ăn kiêng kỵ là tôi không ăn. Cả đời ngày là không uống rượu đúng không? Rượu lúc trẻ tuổi sao không uống chứ? Ở đội sản xuất, bạn dọn nhà giúp người ta, không uống rượu sao được? Không uống không được, nhiều ít cũng uống một chút đúng không? Uống một cân còn ít, vẫn không đủ tôi uống. Phá giới rồi, đây không gọi là phá giới, đây gọi là khai duyên. Sư làm trưởng đội sản xuất đó mấy năm, có niệm Phật hay không? Cái thời gian đó họ để bạn niệm Phật à? Cái đó người ta không cho niệm đâu. Vì sao vậy? Đều là quần chúng. Bạn dám niệm Phật à? Không cho niệm thì niệm trong tâm chứ à? Là niệm trong tâm. Lúc chăn gia súc ở trên đỉnh núi, lùi gia súc, chăn gia súc, ngồi ở trên đá niệm. Bởi vì Hiền Công là người trung hậu lương thiện, đối xử với người luôn hòa khí, nên mọi người đều muốn gần gũi Ngài, gọi Ngài một cách thân thiết là Văn Trai Công. Nhiều năm sau, khi các đệ tử hỏi Hiền Công tại sao lúc đó kiên quyết không chịu hoàn tục, ông cụ hoàn toàn chưa được đi học chữ này lại mở miệng nói ra mấy câu ngữ khí bao trùm cả trời đất. Học đạo phải biết tâm là Phật, tu hành cần lấy giới làm thầy. Xuất gia mà trở về nhà không bằng không nở hoa. Thời gian cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Binh đã phá hủy hết tháp Xá Lợi của truyền giới Công, nhưng lại không có nhìn thấy linh cốt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó Hiền Công đã tìm được linh cốt của truyền giới Công dưới phiến đá xanh ở dưới tháp. Trong tâm thầm tán thán lão hòa thượng quả thật phi thường, thật sự có trí huệ siêu phàm, thấu suốt cả đất trời. Thế là đem linh cốt truyền giới Công gìn giữ tốt đẹp ổn thỏa, cho đến sau khi kết thúc cách mạng văn hóa mới cùng đi với nhiều vị học giả đồng môn đem linh cốt của sư phụ xây tháp an táng trở lại. Năm 1976, cách mạng văn hóa tuyên bố kết thúc. Rất nhiều cư sĩ hộ pháp của chùa Phật Lai hẹn nhau đến tháp diện tự nghinh thỉnh Hiền Công trở về chủ trì chánh pháp, khôi phục đạo tràng. Do trải qua chiến loạn và đủ thứ khổ nạn của 10 năm thảm họa, Hiền Công ngộ sâu lời mà khi Đại sư Ngọc Ích tán thán Đại sư Liên Trì, chỉ quan tâm cái thực quanh mình, mặc kệ cái đẹp xa vời. Vì thế chỉ sửa chữa lại ba gian đại điện và ba gian điện La Hán ở trái nhà ngang phía tây. Tất cả thánh tượng thờ cúng đều đắp bằng đất. Năm 1991, Pháp Sư Hải Khánh thị tịnh, thành tựu thân kim cang bất hoại. Năm 2005, Hiền Công cao tuổi đã là 105 tuổi, để trang sức kim thân cho Khánh Công mà đi đến Quảng Châu, không hẹn mà gặp với Ban Thiền Nghịch Nhĩ Đức Ni đời thứ 11 Tây Tạng. Vị Pháp Dương Tử trẻ tuổi này phụng sự Hiền Công giống như Phật sống, chỉ thành mời Hiền Công cùng vào quá ngọ và chụp ảnh lưu niệm. Có vị thư pháp gia thấy Hiền Công hơn 100 tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh như thường, đầu óc tỉnh táo, đặc biệt thỉnh giáo sư về bí quyết dưỡng sinh. Ngài nói cái này đều là có được từ trì giới tinh nghiêm, thành thật niệm Phật. Vị thư pháp gia này chí thành đảnh lễ, tán thán Hiền Công như triều châu tái thế, ngay lập tức vung bút viết ra bài thơ Vịnh Cúc nổi tiếng, tán thán Hiền Công rằng: vật tánh tùng lai các nhất gia,
Thùy tham hàng xấu yếm niên hoa, quốc hoa tự trạch phong xương quốc, bất thị xuân quang ngoại cúc hoa. Hiền công từng trồng một loại hoa kỳ lạ, tên là hoa 7:30, tại lối vào núi Lai Phật Tự. Hoa ấy chỉ nở vào khoảng 7:30 đến 8:00 tối. Mùa thu năm 2010, Hiền công dẫn mấy vị đệ tử ngồi đợi cảnh hoa nở đáng yêu, được pháp sư ấn chí chụp lại. Đến nay xem lại tựa như ngày hôm qua, khiến người xem cảm thấy vô cùng ấm áp. Mỗi cành tre xanh đều là pháp thân, mỗi nụ hoa vàng không nụ nào chẳng phải bát nhã. Hoa là thảo mộc vô tình, còn không nở thức tính với người, huống hồ thánh hiền Phật Bồ Tát chứ. Vì thế chúng ta cần phải tăng thêm niềm tin kiên cố. Thích Ca âm phạn là thanh tịnh, đâu thể nói dối được. A Di Đà Phật đại từ đại bi, tuyệt đối không có nguyện suông. Hiền công thường giáo giới các đệ tử rằng, muốn làm hòa thượng tốt thì trước tiên làm bà mẹ tốt. Tháng 3 năm 2012, pháp sư Ấn Dinh trụ trì Viên Minh Tự đón lão hòa thượng đến Viên Minh Tự ở lại ít ngày, hiếu kính sư một chiếc tăng bào. Ngài thử mặc qua một lần, cảm thấy hơi dài, lập tức tự mình lấy chỉ xỏ kim lên lai áo. Nhìn thấy cảnh này, không biết mọi người ngoài kinh ngạc ra còn có cảm tưởng gì không? Cửa Phật có câu nói rằng, đầu khởi chăm lai, quả năng la thập dịch kinh, thốn kim dị hóa, ngật liễu phạn khứ, bất học di lạc đại đổ, trích thủy nan tiêu. Người được như Hiền công, ngàn năm thử hỏi được mấy người sánh bằng. Đêm trước tiết Trung Thu năm 2012, có mấy vị cư sĩ của Indonesia đến chùa Phật Lai viếng thăm Hiền công. Hiền công bỗng nhiên vui như đứa trẻ, cứ là muốn leo lên cây hồng của tự nhiên để hái hồng cho mọi người ăn. Mọi người thấy cảnh tượng này, không ai mà không khen ngợi hết lời. Làm gì có chuyện đó, nói cũng không tin. Thật sự tuyệt diệu, có thấy mới biết. Hòa thượng Triệu Châu cao tăng Thiền Môn đời đường, bởi 80 năm hành cước mà được truyền tụng thiên cổ. Nhưng mà nếu sánh với vị lão tăng nơi hẻo lánh chỉ biết xưng niệm một câu thánh hiệu Di Đà này của chúng ta, thì e rằng ngay cả bản thân thiền sư Triệu Châu cũng sẽ tự than không bằng. Sự vi diệu của lục tự hồng danh khó nghĩ bàn, ở nơi đây cũng đã hiện cho thấy một nét son. Sau tiết Trung Thu năm 2012, cư sĩ Indonesia lễ thỉnh Hiền công đến thăm viếng niệm Phật đường Đông Nam Á. Mấy vị cư sĩ đã ghi lại cảnh tượng nói chuyện với ngài. Niệm Phật thật tốt, tu thật tốt, đều có thể thành Phật. Nếu như bạn không tu, làm sao mà tốt được? Bạn giống như tôi mấy chục năm rồi, sáng thức dậy là 3 giờ thức dậy. Tôi thức dậy đi thắp hương, tôi ngồi đó niệm Phật, nhiễu Phật, niệm Phật. Nhiễu cảm thấy buồn ngủ rồi thì lại nằm thế kiết tường ở đó. Nằm đó vẫn là đang niệm Phật. Cái đó không phải nói một lát là tu tốt được. Tôi đã thành yêu tinh rồi. Đầu tử đầu tôn đều chết rồi, ông cụ vẫn còn sống. Đến lúc chết thì phải chết, chưa chết tôi vẫn không dám nói. A Di Đà Phật bảo sư làm biểu pháp mà, có phải không? Sư tu tốt, biểu diễn cho tốt. Không cho tôi nói, cái gì cũng không được nói.
Ai không cho nói vậy? Lão Phật gia không cho nói. Phải niệm Phật cho thật tốt mà nghe. Niệm Phật thật tốt. Tại sao vậy? Niệm Phật một lát, sau đó đến Phật đường hồi hướng một lát. Không được nói tôi niệm A-di-đà Phật là được rồi. Chưa niệm đến nhất tâm bất loạn thì không được xem là niệm. Người không học tốt là không được. Khi các cư sĩ hỏi Hiền Công niệm Phật có cảnh giới gì, Ngài chỉ mỉm cười đáp lại, chớ tuyệt không nói. Chưa đến lúc. Nếu bạn xuất gia rồi, đến giới đàn sẽ có người nói cho bạn. Nói cho bạn biết hả? Cái đó nói không được, không cho nói. Nói năng lung tung đều không tốt. Vì sao bạn sẽ bị đoạn thọ? Cho dù bạn biết thiên cơ như thế nào, thấy rồi cũng không được nói, không nói. Thế thầy đã thấy thế giới cực lạc chưa ạ? Giờ này tối rồi, thấy cái gì? Lão Phật gia nói gì với bạn? Cũng không được nói. Lão Phật gia không cho nói à? Bạn tiết lộ thiên cơ thì trời sẽ đánh đó. Hai khí âm dương này giống như giấy kia vậy, còn mỏng hơn giấy nữa. Khi nào bạn thích xuất gia thì bạn xuất gia, không thích xuất gia thì bạn là một ông lão trường chay. Chỉ niệm A-di-đà Phật. Đến khi nào niệm đến nhất tâm bất loạn rồi thì lão Phật gia sẽ đến chào và báo tin cho bạn biết. Bạn nhiều chuyện sẽ không nói cho bạn đâu. Không được nói đâu. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì lão Phật gia biết ngay. Thế bạn muốn nhất tâm bất loạn phải thế nào? Nhất tâm bất loạn làm sao nói với bạn được chứ? Không nói gì cả. Không cho phép bạn quơ tay múa chân. Miệng nói, bàn tay không được nói. Từng được Văn Chánh Công viết câu đối rằng: thần sở bằng y, tương tại đức hỷ, đỉnh chi khinh trọng, vị khả vấn yên. Quy củ cửa Phật xưa nay, tông môn kiên kỵ nói cảnh giới, giáo hạ không cho phép bàn công phu. Năm xưa Pháp Sư Viên Anh cũng từng có lời dạy cảnh tỉnh đệ tử Phật rằng: đạo không xa người, không được quên mình theo bóng, hướng ngoài tìm cầu. Tâm nguyện là Phật, chỉ biết hồi quang phản chiếu, ngay đó nhận lấy. Từ đó cho thấy Hiền Công tại thời điểm này đã không phải là khách ngoài cửa Di Đà rồi. Cổ đức có lời dạy rằng: người có tiền không nói đến tiền, kẻ có quyền không nói đến quyền, tướng tài giỏi không nói diệt binh, lão hòa thượng không bàn đến thiền, Hiền Công không lộ trí huệ, đó mới là đại trí huệ. Không hiển thần thông, đó mới là đại thần thông. Đáng thương phàm phu thế hệ ta, nghiệp nặng chướng sâu, có mắt mà không thấy Lô Xá Na, trước mặt mà chẳng thấy A-di-đà. Pháp Sư Ấn Dinh và Pháp Sư Ấn Sanh đã từng kể cho đại chúng nghe một số việc bất tư nghị của lão hòa thượng. Mùa hạ năm 2008, có người nông dân ở trước cửa tự viện đem máy thu hoạch băm dụng rơm ra đốt. Ngay tức thì toàn bộ tự viện đều tràn ngập khói đậm đặc, khiến người ngột ngạt không thể thở được. Pháp Sư Ấn Dinh chạy ra tự viện báo cho lão hòa thượng đang làm việc biết, nói ở trong viện khói quá nhiều, ai cũng bị sặc không thể tụng kinh được. Lão hòa thượng sau khi nghe xong tiện tay nhặt một cái túi nhựa phế liệu ở dưới đất lên, vậy mấy cái về phía nam miền thì nói hãy về phía bên đó. Nói cũng kỳ lạ. Sau đó tôi nhìn lại thấy khói trong tự viện này không còn nữa, đều bay hết về phía nam rồi. Lúc đó tôi đã quỳ xuống chỗ đó, cúi lại lão hòa thượng.
Ban đầu mảnh đất này là chúng tôi trồng rau. Ngày hôm đó thời tiết rất nóng, cũng hơi bị hạn. Lão Hòa Thượng bảo tôi đào rãnh thoát nước. Tôi lúc đó thật không hiểu, trời nóng như vậy lại hạn không có mưa, đào rãnh thoát nước làm gì? Nhưng mà sư đã nói rồi, chúng tôi đành phải miễn cưỡng làm theo thôi. Tôi biết rằng ngày hôm sau mưa lớn như trút nước nổi lên. Lúc đó chúng tôi mới biết dụng ý của Lão Hòa Thượng. Còn có một lần là câu chuyện Lão Hòa Thượng cứu chó sói. Đích thân Lão Hòa Thượng kể với tôi, có một lần đang đi trên đường nhỏ, xung quanh là vách núi treo leo dựng đứng, gặp phải một con sói lớn. Ngài Hải Hiền biết rõ cái nhân quả này, cũng không tránh né, cũng không có chỗ nào để tránh. Nếu là nợ mạng thì phải đền mạng, có ăn tôi thì thôi vậy, chỉ biết niệm Phật. Con sói đó chạy đến trước mặt Ngài, cắn chặt vào chân Ngài, dắt Lão Hòa Thượng vào bên ổ sói trong hang núi. Có một con sói cái xinh đang nằm ở đó. Sư liền nhắm mắt lại, chí thành tụng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Khoảng 10 phút sau thì sói mẹ tỉnh dậy, xin được năm chú sói con. Sói đực liền cúi mình gật đầu đối với Ngài, cúi lại cảm tạ. Ngài liền khai thị, con nên bớt làm việc ác, nên làm nhiều việc thiện, sau này đừng đến đường súc sanh nữa, thành tựu Phật đạo tốt biết bao. Ngày hôm sau khi từ Giải Gia Hà trở về, lại đi qua cái nơi đó. Sói già ở đó đợi đón Lão Hòa Thượng. Từ trong bụi cỏ tha ra một tổ mật ong đuối, đặt trước mặt Lão Hòa Thượng, lại khom lưng vái lại. Lão Hòa Thượng cầm tổ ong mật này vào chỗ tôi trồng nấm đông cô, nói với tôi. Ngài nói, ấn sanh à, chú nhìn xem, động vật hoang dã này cũng biết báo ân này. Chuông không gõ không ngân, trống không đánh không gian, Bồ Tát không hiển thần thông, phàm phu không biết kính ngưỡng. Những chuyện mà hai vị pháp sư kể ra ở đây chỉ để đánh thức tâm cung kính của chúng ta. Mong người nhân đức mười phương quý trọng khéo dùng, kiến thức xuất phát từ thực tiễn, diệu lý quý ở tự mình hành. Hiền công tuy không biết chữ, nhưng mà khi nói chuyện lại thường hay nói có dần có điệu, khiến người nghe luôn luôn cảm thấy ngạc nhiên, vui sợ lẫn lộn. Một ngày giữa mùa thu năm 2012, Hiền công đang chẻ củi, mấy vị cư sĩ nơi khác đến từ diện niệm Phật, cầu sư từ bi khai thị. Hiền công vừa chẻ củi vừa nói, đâu có gì để khai thị đâu, cố gắng niệm Phật đi. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm mình không chuyên. Mọi người sau khi nghe xong không thể kềm được, vỗ tay reo hò khen hay. Ngài tăng thêm ngữ khí, lại nhấn mạnh một lần nữa, thật sự không có gì khó. Sau đó hỏi mọi người từ đâu đến. Sau khi mọi người trả lời xong, Ngài mỉm cười nói, am nhỏ này của tôi, thức ăn là thức ăn khổ, đồ mặc là đồ giá. Các anh đến đây, nếu có thể chịu khổ được, có thể chịu khổ được mới có thể hiểu khổ. Anh không đến, tôi không trách. Đến rồi thì phải giữ giới của tôi, đi đến đâu thì phải tuân thủ theo nề nếp ở đó. Lời tầm thường của tiền bối chưa thấy trong sách của nhân gian. Chúng cư sĩ không hẹn mà đồng loạt niệm thánh hiệu A-di-đà, cảm thấy chấn động sâu xa. Ở trong thiên học nhi luận ngữ, Đoan Mộc Tử tán thán Khổng Lồ Phu Tử có năm loại mỹ đức là ôn lương cung kiệm nhượng. Và khi các đệ tử tổng kết nguyên nhân Hiền công có thể tự tại giảng sanh, xem kỹ hành nghi một đời của Hiền công, phát hiện năm loại mỹ đức đó cũng viên mãn đầy đủ như nhau ở trên người của Hiền công. Hiền công tánh tình ôn hòa, không có ai nhìn thấy Ngài nổi giận bao giờ. Thật sự có thể nói là muôn việc luôn nở nụ cười, với người thường mở bao dung. Cho nên bất kể già trẻ nam nữ, nhà tăng hay nhà tục,
gần gũi hiền công, không ai mà không sanh tâm quan hỷ. Cổ nhân nói rằng, dập tắt lửa trong tâm, thắp sáng đèn trước Phật. Thế hệ tôi nên biết, đó là đại tiền đề vào cửa Phật chân thật. Hiền công một đời, từ tâm yêu thương vật, chân thành đối xử thiện với tất cả chúng sanh, tùy duyên tùy phận, xưa nay không để đại chúng khởi một mảy may phiền não. Ngài từng nhiều lần giáo huấn các đệ tử rằng, thà ăn mặn mà niệm Phật, chứ không được phép ăn chay mà mắng người. Tiên sinh Chu An Sĩ có thơ rằng, nhân liệt ngũ thường thủ, từ cư vạn đức tiên, hoàng tai tam giáo luận, dị khẩu nhược đồng tuyên. Quá ra chỗ này chính là chỗ khác nhau giữa phàm phu và thánh hiền. Có một lần lão hòa thượng giống như bình thường vậy, sau ngọ không nghỉ ngơi, ra đi dạo ở trong ruộng ngô bên ngoài tự viện, gặp một người dân trong làng đang bẻ trộm ngô của tự viện. Người dân trong làng này thấy lão hòa thượng rồi, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lão hòa thượng thấy người dân trong làng này xấu hổ, lão hòa thượng liền nói, anh cứ bẻ đi, anh chọn cái nào to thì hãy bẻ, đừng có ngần ngại gì hết. Lão hòa thượng lập tức liền đi khỏi. Mùa hạ năm 89, nơi đây đã gặp phải thiên tai lũ lụt. Lão hòa thượng dẫn đích thân thu nhập được 1.200 cân tiểu mạch từ mấy mẫu ruộng cằn cỗi do mình khai khẩn, đích thân hiến tặng cho nhà nước, và ngay cả ghi tên lại cũng không cần. Điều này chứng tỏ cho thấy cảnh giới tư tưởng của ngài rất cao, ái quốc, ái giáo, chia sẻ nỗi lo với quốc gia, quá độ chúng sanh. Hiền công cả đời, làm người khiêm cung, cẩn thận. Mấy chục năm lễ Phật không dùng tấm đệm lót, cũng chưa từng có người nào nhìn thấy ngài phỉ báng, xem thường bất kỳ người nào. Kinh dịch nói rằng, kính thận bất bại giả, Ấn Tổ cho thành kính là con đường tắt duy nhất nhanh chóng thành tựu. Thế hệ ta nên tin sâu không nghi. Hiền công cả đời cần kiệm đã để lại cho mọi người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hiền công thường nói, làm việc luôn thận trọng còn hơn đọc kinh suông. Ngài khi còn sống, phàm phu thế hệ ta xưa nay chưa phát hiện thấy chỗ kỳ diệu trong đó. Lúc này nghiền ngẫm thật kỹ, bỗng nhiên nhớ đến di giáo lúc lâm chung của Thích Ca Thế Tôn: lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Từ đó hiểu ra, ông cụ không bao giờ tự xưng có ba món pháp bảo: một là từ, hai là kiệm, ba là không dám ở trước thiên hạ. Một chữ kiệm, há dám xem thường sao? Người bạn già của Hiền Công là Thiết Cước Tăng, pháp sư Thượng Diễn Hạ Cường nói như vậy. Ông ấy quả là Bồ Tát ứng thế. Ông ấy độ chúng sanh là làm nên tấm gương này. Vậy hàng hậu học các bạn dần dần đều có thể cầu được Phật quả, là Bồ Tát ứng thế. Chúng tôi vẫn không hiểu, không hiểu sự sâu xa quyền diệu của chân Phật. A-di-đà Phật niệm mấy chục năm không chuyển đổi, đi đứng nằm ngồi niệm Di-đà. Người ta đạt đến cái trình độ này rồi, người ta với muôn dân này như cha mẹ anh em, không tạo ra ngăn cách. Có một lần thợ điện đi thu tiền điện, sư phụ tôi nói, tiền điện của tháng này cao hơn so với tháng trước nhiều như vậy à? Thợ điện không nói gì cả, liền tát vào mặt sư phụ tôi hai cái. Sư phụ tôi lấy tiền điện ra nộp cho thợ điện. Sau khi thợ điện đi rồi, mấy vị cư sĩ nói, thế thì không được, chúng ta phải đi tìm anh ta nói ra lẽ, anh ta gì là chẳng kể đạo lý. Sư phụ tôi nói, thôi bỏ đi,
anh ta đánh tôi như là gãy ngứa cho tôi, nhổ vào mặt tôi coi như là rửa mặt cho tôi vậy mà. Người xuất gia chúng ta nhất định phải độ lượng lớn, có thể khoan dung người khác. Vĩnh viễn nhớ kỹ người nhẫn tự an. Thế Tôn từng có nói rằng, nói rõ cơ trời trùm khắp là tất cả pháp vô ngã được thành tựu từ nhẫn. Mùa thu năm 2008, khi Hiền Công đem Lai Phật tự ủy thác cho Pháp Sư Ấn Chí, liền nhiều lần dặn dò rằng: đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Không mù không biết, không xứng trụ trì. Tôi không biết chữ, làm sao trụ trì được chứ? Tôi bây giờ mù mờ lẩm cẩm, tôi chỉ biết niệm Phật. Cổ đức nói rằng, tỏ ra dụng về mới là khéo léo, học đến chân ngu mới biết hiền. Dùng vào nơi người hiền công đúng là rất phù hợp. Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không tán thán ngài là Hải Hội Thánh Hiền, quả thật là danh tiếng đúng giới thật. Nếu không phải trước đây tu phước huệ thì không thể nghe được chánh pháp. Phật nói, nếu không phải trong đời quá khứ siêng năng tu phước huệ thì đời này dứt khoát không thể nghe được chánh pháp. Dễ như phước báo của chúng ta không đủ lớn, cho dù nghe thấy chánh pháp cũng không thể sanh khởi tín tâm. Hiền Công từng không ngừng nói với mọi người rằng, người có thể niệm Phật đều là người có đại phước đức, đại thiện căn. Nhất định phải nắm chắc lấy nhân duyên tuyệt vời này, lão thật niệm Phật thành tựu ngay đời này. Không có thiện căn thì họ không thể niệm Phật được. Niệm Phật thật tốt, về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật nói, thời mạt pháp ức ức người tu hành hiếm hoi lắm mới được một người, chỉ có nương vào niệm Phật mới qua được sanh tử. Đại sư Hoằng Nhất từng có kệ rằng: A Di Đà Phật, vô thượng y vương, xả thử bất niệm thị vị si cuồng. Các đệ tử của Hiền Công tận mắt nhìn thấy ngài giảng sanh trang nghiêm thù thắng, khiến cho tín tâm đối với tịnh độ càng thêm kiên định. Trụ trì Thiên Phật tự Pháp Sư Ấn Hàm và trụ trì Viên Minh tự Pháp Sư Ấn Vinh cũng đã bày tỏ đạo tràng, sau này mãi mãi đời đời đều phải chuyên tu chuyên hoằng pháp môn niệm Phật, quyết không cô phụ lời dạy tha thiết của ân sư. Thầy Thế Độ tôn kính Lão Hòa Thượng Thượng Hải Hạ Hiền, thầy giáo tọa tôn kính Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, thầy đắc giới tôn kính Lão Hòa Thượng Thượng Duy Hạ Hiền. Đời này con gặp được ba vị cao tăng đại đức này là niềm vinh hạnh suốt đời của con. Con đã mặc vào bộ tăng y trên người này, quyết không cô phụ sự che chở và chăm sóc của ba vị thầy đối với con. Con nhất định phải tu tốt Lục Hòa Kính, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Con nhất định ở mọi lúc mọi nơi làm nên tấm gương tốt cho tứ chúng đệ tử. Nhất định phải làm được. Học là để làm thầy mọi người, làm việc là để làm mẫu mực cho đời. Đặc biệt là ở trong khối Trung Nguyên này của chúng ta, như Thiên Phật tự, Lai Phật tự, Viên Minh tự, ba ngôi đạo tràng Tịnh Tông này, chúng con nhất định phải đem ngọn cờ lớn này xây dựng lên, làm nên tấm gương chuẩn mực cho tứ chúng đệ tử. Ba người chúng con mọi lúc mọi nơi nhất định phải tu tốt Lục Hòa Kính, quyết không cô phụ sự kỳ vọng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không đối với chúng con. Ba vị sư huynh đệ chúng con trụ trì ba đạo tràng, chúng con nhất định sẽ không cô phụ lời dạy của Lão Hòa Thượng Hiền Công ân sư, nhất định không cô phụ lời dạy của sư phụ thượng nhân là Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không. Chúng con nhất định sẽ tu Lục Hòa Kính,
đoàn kết nhất trí ở ba ngôi đạo tràng khu vực Trung Nguyên này, đem ngọn cờ lớn của Tịnh Tông xây dựng lên. Chúng con nhất định sẽ tiếp tục kế thừa Phật Pháp, tiếp tục kế thừa chánh Pháp. Từ nay về sau, chúng con nhất định phải tu thật, làm thật, nghe theo lời của Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, thâm nhập một môn quân tu trường kỳ, nhất tâm cầu sanh thế giới Cực Lạc, đem truyền thống tốt đẹp của Lão Hòa Thượng tiếp tục truyền xuống, đạt đến Phật Đạo viên mãn. Pháp Sư Ấn Chí đại biểu chư vị đồng môn cung kính đọc văn tế. Ngày 23 tháng 1 năm 2013 dương lịch, nhập ngày 12 tháng Chạp năm Nhâm Thìn âm lịch, Pháp hội nhập Can Kim Thân Lão Hòa Thượng Ân Sư Thượng Hải Hạ Hiền. Các chúng đệ tử bất tài chúng con thân ý đoan chánh, cùng quỳ trước Pháp thể Ân Sư, hướng về Ân Sư cùng chư Phật Bồ Tát Tát Bạch, Đức Thánh Hiền Công, anh hùng hào kiệt trong người, đại biểu cho Thầy trong tam giới, là long tượng trong pháp môn, từ nhỏ đã mang chí lớn kế thừa hưng thịnh Phật chủng, bái biệt song thân, xuất gia làm tăng, nghiêm trì tịnh giới, siêng tu phạm hạnh, hơn 90 năm thủy chung hành thiện, khắc khe giới mình, đối xử người hòa diệu, lấy thân mình làm mẫu mực, lợi ích khắp muôn loài, giáo huấn cao đẹp, thầm lặng lợi ích muôn vật, chẳng ai buồn lòng, luôn luôn khiêm hạ. Nước tuy không sâu, có rộng ác linh, lai Phật cổ tự, nhờ Ngài mà nổi tiếng. Ngày nay trở về, phước huệ viên thông, hoa khai kiến Phật, triệt ngộ vô sanh. Đệ tử thấp hèn chúng con xin bái Kim Dung Nhan Thánh, mong Ngài tái lai, không bỏ cõi tối tâm này. Nay lập thệ nguyện, xin Phật chứng minh cho con, từ nơi giáo giới của Thầy tín thọ phụng hạnh, đồng tâm đồng nguyện, ý chí của người làm nên sức mạnh, đạo tràng lục hòa, nếp nhà luân nhẫn, diễn rộng chánh pháp, lợi lạc hữu tình. Cổ đức dạy chúng ta không nên phỉ báng chỗ mà đại chúng mong quay về, bởi vì nơi mà lòng người hướng đến thì mệnh trời có thể biết. Ba ngày trước khi Hiền Công giảng sanh, từng cầm trên tay một cuốn sách để một vị cư sĩ chụp ảnh. Ngày 13 tháng 1 năm 2013, khi Ngài nhìn thấy chúng tôi gửi đến Lai Phật Tự một cuốn sách "Nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh chỉ có tăng khen tăng", sư vô cùng vui mừng, lập tức đứng lên đi lấy áo cà sa của sư và nói: "Tôi mặc áo cà sa này vào và cầm cuốn sách này, các anh chụp cho tôi tấm hình đi." Đây là lần duy nhất trong đời của Ngài chủ động yêu cầu chụp hình cho Ngài. Hành động này của Ngài chứng tỏ nguyện vọng thiết tha sâu sắc ở trong tâm. Ngài là mong muốn cửa Phật đoàn kết, Phật Pháp hưng dượng. Cái dáng vẻ quan hỷ của sư khi cầm cuốn sách này giống như đã nhận được bảo bối chờ mong từ lâu vậy. Đó là cuốn sách kết tập của cao tăng đại đức nhiều tông phái đương đại tán thán pháp môn Tịnh Độ, tán thán Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tên của sách là "Nếu muốn Phật Pháp hưng chỉ có tăng tán thán tăng". Ngài tán thán Lão Pháp Sư Tịnh Không là một vị cao tăng đại đức, Phật tri Phật kiến. Lão Pháp Sư có thể trụ thế hoằng pháp là phước báo lớn của chúng sanh. Hy vọng đại chúng có thể đoàn kết một lòng, cùng nhau làm rạng rỡ Phật Pháp, lợi ích khắp chúng sanh. Nhiều lần cảnh giới người học, nhất định phải khéo giữ khẩu nghiệp, nhất định không được phép phỉ báng bậc thánh hiền. Tăng bảo bất tư nghị, trên người khoác chiếu vân y tam sự, mượn tấm thân nhỏ bé giả tạm,
qua biển khổ sanh tử, đến cảm ứng quần cơ, chịu làm chỗ chủ yếu cho nhân thiên tạo công đức, cần kiên trì giới hạnh vô vi. Tôi nay cúi đầu nguyện giới, tri âm phương xa, chống tích trượng không mỏi, A-di-đà Phật. Nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh, chỉ có tăng tán thán tăng. Công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai?